thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Bầu cử Quốc gia về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021-2026, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân với mục đích tuyên truyền về cuộc bầu cử, giúp người dân tiếp cận và tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cuộc thi là một điểm nhấn quan trọng trong đợt cao điểm phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021-2026. Cuộc thi được tổ chức nhằm phổ biến nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bầu cử, qua đó góp phần tích cực động viên khuyến khích các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia thể hiện quyền nghĩa vụ của công dân đối với hoạt động bầu cử. Cuộc thi được đánh giá là cuộc thi ứng dụng trực tuyến với giao diện khoa học dễ sử dụng, bộ câu hỏi thi có nội dung phong phú, thiết thực và phù hợp với đa số người dân. Qua đánh giá, cuộc thi thực sự đã trở thành sân chơi tìm hiểu pháp luật trực tuyến bổ ích, giúp nâng cao ý thức tự giác tìm hiểu pháp luật, từ đó hình thành thói quen trong tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức, nhận thức, chấp hành pháp luật, hướng tới xây dựng văn hóa trong tuân thủ pháp luật. Thông qua các đợt tổ chức, người dân đã bước đầu hình thành thói quen tự giác, quan tâm và chủ động tìm hiểu pháp luật khi tham gia cuộc thi. Ban tổ chức đã tiến hành gửi thông tin phát động, hưởng ứng tham gia cuộc thi đến các sở tư pháp, cơ quan pháp chế, các bộ, ngành và đông đảo các phương tiện thông tin đại chúng để phối hợp tuyên truyền phát động thông tin, hưởng ứng cuộc thi đến các cơ quan tổ chức và người dân. Nhờ vậy đã tạo ra được chuỗi hoạt động truyền thông về cuộc thi có hiệu ứng lớn nhất thông qua việc đăng tải thông tin, truyền tải thông điệp về cuộc thi trên báo điện tử, báo giấy và kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và trên cổng trang thông tin điện tử của các sở tư pháp, cơ quan đơn vị, trường học thuộc địa phương trên cả nước. Ban tổ chức cuộc thi đã làm việc với tinh thần chủ động, nâng cao trách nhiệm phối hợp của các thành viên ban tổ chức từ khâu xây dựng kế hoạch, xây dựng bộ câu hỏi, tổ chức truyền thống về cuộc thi đến việc rà soát, chọn lọc và lựa chọn người đạt giải trên cơ sở kết quả dự thi. Trong đó, sự hiệu quả chặt chẽ trong công tác phối hợp giữa các đơn vị trực tiếp tham gia, ban tổ chức cuộc thi như vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Công nghệ Thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam cũng đã giúp tạo nên sản phẩm Make in Bộ Tư pháp. Để tổ chức cuộc thi trên tinh thần, phát huy và tận dụng triệt để những công cụ lợi thế cũng như khả năng của từng đơn vị. Một số cổng thông tin của các bộ ngành và nhiều trang báo điện tử lớn cũng đã đồng hành cùng ban tổ chức trong công tác truyền thông mạnh mẽ thông tin về cuộc thi đến người dân như báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cổng thông tin điện tử Quốc hội, cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật, trang thông tin điện tử truyền hình Quốc hội Việt Nam, báo điện tử đại biểu nhân dân và báo pháp luật Việt Nam điện tử, báo Hà Nội Mới, báo Dân Trí, báo Gia đình Việt Nam, báo Pháp luật và Xã hội, báo Hà Nội Mới. Cuộc thi được diễn ra từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2021 và kết thúc lúc 24 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2021. Trong thời gian trước, trang chủ của cuộc thi đã ghi nhận gần 4 triệu lượt truy cập với hơn 643.000 người đăng ký dự thi, với hơn 801.000 lượt thi. Chiều ngày 12 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến. Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật Phan Học Nguyên cho biết, Vụ đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành văn bản gửi Văn phòng Quốc hội về việc phối hợp tổ chức tổng kết cuộc thi, đồng thời xây dựng chương trình dự thảo công văn gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thí sinh đạt giải cao, giải nhất, nhì, ba và 6 sở tư pháp của địa phương có nhiều người dự thi nhất để đề nghị phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tham mưu tổ chức trao giải và tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân. Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị xác minh thông tin các thí sinh đạt giải, trích xuất thông tin về số lượng người dự thi của đơn vị cấp huyện, cấp xã gửi về cho địa phương để phục vụ công tác khen thưởng, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh truyền thông về kết quả cuộc thi, nhất là phim phóng sự phát trên VTV1. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu Vụ thi đua khen thưởng sớm thực hiện thủ tục khen thưởng để trình Bộ trưởng ký quyết định khen thưởng
và gửi bằng khen phục vụ công tác tổng kết khen thưởng của các địa phương. Kết thúc cuộc thi trên cơ sở xác nhận đối với kết quả thi của bộ phận vận hành và quản trị phần mềm cuộc thi, Tổng thư ký giúp việc ban tổ chức đã phối hợp với Sở Tư pháp một số địa phương và đơn vị liên quan tiến hành rà soát, liên hệ với người đạt giải để xác thực thông tin, đảm bảo chính xác và lập danh sách 36 người tham gia dự thi có kết quả cao nhất và trình ban tổ chức cuộc thi ban hành quyết định số 835 trên QĐ-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2021, công nhận kết quả và trao giải thưởng cuộc thi cho 36 thí sinh có kết quả dự thi cao nhất với cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất 20 triệu đồng, 5 giải nhì 5 triệu đồng trên một giải, 10 giải ba 3 triệu đồng một giải, 20 giải khuyến khích 1 triệu đồng một giải. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đã kết thúc và thành công rực rỡ, giúp nâng cao nhận thức pháp luật về bầu cử trong các tầng lớp nhân dân, tích cực động viên khuyến khích nhân dân hưởng ứng, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử.